Rồi, chào mấy bạn nha. Bữa nay mùng 10 mấy bạn. Bữa nay mình sẽ ra ngoài tước cái cây lá mai để cho nó trổ hoa kìa, cho kịp Tết mấy bạn. Giờ mấy cây mai này hôm qua chiều hôm qua mẹ mình suốt rồi, tước lá mai được một số rồi, còn chút xíu nữa xong rồi, còn trên đọt nữa thôi xong rồi. Cây mai của mình nè. Cây mai của mình do cái nụ nó nhỏ quá, nó nhỏ xíu xíu nè. Các bạn thấy chưa? Cái cây cây nào cũng nhỏ chứ, cây này là cây cây mai nhỏ nhưng mà cái nụ nó cũng nhỏ nè. Này, cái nụ nhỏ xíu à. Nhánh nào cũng có nụ, nụ rất là đều mấy bạn. Cây này là hôm qua mẹ mình suốt rồi. Cũng cây lớn này cũng suốt luôn. Nhưng mà mình nói mẹ mình là suốt mấy cái lá lớn trước, suốt những cái lá lớn trước rồi xong rồi bắt đầu mình làm lại mấy cái lá nhỏ sau, mình tuốt lại mấy lá nhỏ này nè. Cái lá nhỏ 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 này là mình sẽ tuốt lại sau, chứ mình mà vừa tuốt lá lớn mà vừa tuốt lá nhỏ này nó tốn thời gian lắm. Nó mình làm từng công đoạn, làm lá lớn trước xong rồi tới làm lá nhỏ. Rồi xong bắt đầu mình lấy kéo á, lấy kéo mình tỉa lại cái mấy cái cành mà hư gãy, tỉa hết cho nó gọn cây mai lại. Cây mai mình sẽ đẹp liền à. Năm nào cây mai mình cũng tuốt sớm á, mùng 10 là lo tuốt rồi. Do cây mai của mình á, nụ nó rất là nhỏ. Tới nay nè, nay mùng 10 giờ mà cái nụ nè chút xíu xíu nè mấy bạn nhìn nè. Đấy, như cái chân nhang nè. Nó như cái chân nhang này ha. Nên phải tuốt sớm cho nó nuôi cái nụ, cho nó nụ bự, được dài nụ lớn lớn chút xíu nè. Mấy nụ này hơi lớn được chút xíu. Còn bên đây được cũng được mấy nụ nữa. Mà đa số là nụ nhỏ nhiều nè, mấy nụ này được lớn chút. Nụ này là hơi lớn được chút. Còn nhiêu đa số nụ nhỏ nhỏ còn nè. Nụ nhỏ nè. Đó, thấy chưa? Lên tới trên này là nụ lá rồi. Bên này nè, nụ nhỏ xíu xíu. Đấy. Còn dưới này nữa. Nụ nhỏ 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 không à. Phải tuốt sớm. Đây nữa nè. Nụ quá trời nụ. Nếu mà năm nay mà mình sẽ làm cho cây mai này là chỗ đúng Tết là cực kỳ đẹp luôn mấy bạn. Cái tàn rộng đã lắm, tàn bung rộng. Thế mình cố gắng mình làm cho nó năm nay cho nó đẹp đẹp. Bây giờ mình sẽ tước mấy cái mai này, mình sẽ tước lại mình suốt mai mấy bạn. Khi mà suốt mai mình đừng có nắm mà mình suốt nha, mình suốt từ lá một, từ lá này mình chỉ cần bẻ xuống vậy thôi là nó gãy ra. Mà mình nắm mình suốt là bắt đầu nó hư cái nụ. Mình nắm mình suốt vậy nè, suốt như thế này là nó hư cái nụ. Nhưng mà mình thật là tỉ mỉ, mình đây mình suốt như thế này đây. Đó, từng chút một mình nắm mình bẻ ngược xuống cái lá xuống là nó rớt cái lá ra như này. Do mình có một tay nên cũng hơi khó. Cái lá nó đưa lên vậy mình nắm mình dị xuống là nó dị ngược về cái chiều xuống á, đó là nó rớt ra. Đấy, không? Nè, làm lại nè. Đó. Đấy. Không? Rất là dễ. Cái này mình suốt lá mai mình phải thật là tỉ mỉ mấy bạn. Rất là dễ, mình suốt mạnh bạo là nó sẽ hư mấy cái nụ hết rồi. Đấy. Mai này cũng rất là dễ suốt mấy bạn. Không có gì khó, nó không có nặng nhọc, không có cứng cáp gì hết trơn. Mình cưng mấy cái nụ này nè, mấy cái nụ này, mấy nụ này mốt ra bông nè. Mình phải cưng nó chút xíu. Mà mình suốt từ từ nè, mình nắm từ cái lá như vậy nè. Mình dị xuống là cái lá nó rớt ra. Đấy. Đấy, thấy chưa? Cái này như vậy, nắm suốt xuống là nó rớt ra. Chứ mình đừng có nắm mà nguyên tay mà suốt như thế này. Nắm như vậy là suốt nó hư cái nụ. Hồi lúc trước á, mình thấy nhiều người ta suốt như thế này. Nắm suốt 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 như nhổ lông vịt á. Nụ hư giá mà bông nó ra không có đẹp. Còn mình suốt như thế này nè. Suốt chậm chảy từ từ vậy nè. Tuy nó chậm nhưng mà nó đạt hiệu quả cao. Lúc trước thì ở ngoài chợ á, người ta có bán cái thuốc mà để rụng lá mai mấy bạn. Rụng lá mai bây giờ cũng còn bán nữa, nhưng mà mình nhà mình có một hai cây thì thôi mình suốt bằng tay luôn, đâu có số lượng nhiều.
số lượng nhiều thì mình xuống bằng mình xịt thuốc, số lượng 20-30 cây mình xịt thuốc cho nó rụng hết. Còn như là mình nhà mình có 1-2 cây thôi, mình xuống bằng tay để xịt thuốc thì nó cũng cực lắm, pha thuốc với đầu rồi xịt rồi phải xúc bình rửa bình cực quá. Thôi thời gian rảnh thôi mình xuống luôn cho rồi, mình xuống từ 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 như thế này thôi, đâu có gì đâu cực nhọc. Thời gian rảnh thì mình xuống như thế này đấy. Mình suốt mai mình suốt tới 2 giai đoạn nữa. Lần đầu tiên nhờ mẹ mình suốt mấy lá lớn hết, xong còn mấy lá nhuyễn nhuyễn này nè, rồi mình suốt lại lá nhuyễn nhuyễn mình làm lại cho nó tỉ mỉ hơn. Làm từ 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 ngại chút chút là xong rồi. Cứ sáng suốt một chút xíu, nắng lên bắt đầu mình vô mình nghỉ, cái chiều cái mình trời mát cái mình ra mình làm tiếp. Cây mai này mình làm chừng 2 ngày là xong, 2 buổi là xong, nếu tính tính tiếng thì chừng nửa ngày, còn mình tính thời gian rảnh mình làm chừng 2 ngày là xong. Cây mai này cũng nhỏ không có lớn, cái tàn này chừng 2-3 người ôm à, do mình chơi mai tàn. Chứ thường thường ta chơi mai kiển kiển, người ta chơi mai thế mai đầu này mai kia thì người ta làm cắt thế cắt đồ, còn mình nhà mình chơi mai tàn cho nó gọn lẹ. Nhánh này quá trời thôi, để ra mình ngưng máy mấy bạn, mình ngưng máy mình sẽ suốt lá mai. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây mấy bạn, kết thúc video tại đây để mình suốt mấy lá cái mai này. Rồi khi nào mình suốt xong á rồi mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem lần nữa nha. Rồi chào tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp lại mấy bạn ở cái video tiếp kế tiếp của mình.